tao bay. Nó thành ngoại trai. Thì quay nhiều nhiều vô. Ông rồi bắt. Rồi. Tập hợp hình tròn. Tháo giày, tháo dép để ngoài. Rồi vô ngồi hình vuông vào. Đây xin vô đây. Xin vào đây cho chồng. Go go go. Go. Ai quay lại luôn. Thầy nó làm cái nhìn giữa. Bóng phương trời ta về đây chung vui, sao phong kia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay trời còn không ai, sao cho nhau những lời thiết tha, sao cho nhau những lời thiết tha. Đi miết trẻ lên, bóng phương trời ta về đây chung vui. Thổi tàu lao nè, sang trái nè. Sang trái, sao em này thổi qua phải nè. Sang trái là qua bên đâu? Rồi và có bạn này là thổi sai nghe, bạn này chút xíu bị phạt nha. Rồi làm lại. Tay đâu, tay đâu? Rồi, gió thổi Rồi, thổi sang phải. Gió thổi sang trái. Gió thổi ra trước. Gió thổi ra phía sau. Chó thổi ra trước. Chó thổi ra phía sau. Chó thổi sang phải. Chó thổi sang trái. Chó thổi sang phải. Chó thổi sang trái. Chó thổi ra trước. Rồi lụm trái cây quân. Rồi ăn miếng đây, ăn miếng đi. Chút xíu làm xem. Chết luôn hả? Khởi động thôi, mới khởi động thôi đó.
chưa? Dạ. Rồi bắt đầu chơi thiệt nha. Nháp đâu? Dạ. Xé. Bắt đầu 1 2 3. Hụt. Hụt. Thò. Thò. Mày lộn cái gì phải không? Hụt. Thò. Thò. Mùi nát, mùi nát. Rồi đứng lên, mùi nát. Lui ra sao ngồi xuống. Tua lui ra sao ngồi xuống. Rồi 1 2 3. Hụt. Thò. Thò. Hụt. Hụt. Thò. Thò. Rồi. Một tay bắt được hai tay. Đưa vô hông mình. Được chưa? Hụt. Thô lên. Hụt. Thò. 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 Ăn gian qua bàn của bạc nè, số bạc nè. Mày hết luôn mày. Được mấy đứa rồi, được mấy đứa rồi. Ba đứa. Mấy đứa rồi. Mấy nét rồi. Đây sau đây là các bạn bị phạt. Rồi chưa? Đưa tay lên. Biết động tác là gì chưa? Nói đi, này chú có mông ra. Chú ra. Rồi lắc lăn quăng chìm. Lăn quăng nổi. Nổi chưa có chìm. Rồi lăn quăng chìm. Lăn quăng nổi. Rồi bạn nào múa đẹp nhất? Rồi, Yến Phương. Gia Đạt đẹp rồi, Gia Đạt về chỗ, cho Gia Đạt chàng có tay. Rồi còn lại 5 bạn ha, 5 bạn này muốn đẹp nữa thì 5 bạn sẽ được về chỗ. Đưa tay lên, lần thứ hai, chu cái mông ra, lắc cái mông cho giữ lên nha. Đứa nào lắc mông giữ mới được về, còn lắc mông không giữ là không được về. Rồi lắc quăng chìm, lắc quăng nổi, lắc quăng chìm, lắc quăng nổi. Rồi mình chọn các bạn nào đẹp. Bắn sang. Thảo. Chị chốt rồi, chị chốt cho chỗ. Chị chốt đâu lắc cái mông đâu. Không có lắc cái mông hả? Không, không có. Chị chút lên. Chút có mà thầy. Rồi có rồi, cho bạn chút chàng pháo tay. Rồi các bạn này đổi sang bạn khác. Đó. Chu đất ra. Rồi dỗ. Dỗ lắc mông nha, mấy bạn hát. Bạn nào mà dỗ mạnh, lắc mông mạnh thì anh đó sẽ được về. Rồi chúng ta cùng hát bài một con vịt hai ba. Một, hai, ba. Quá đẹp. Rồi điểm số, Đức Thi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
sao? Rồi trước thẳng. Rồi y như cũ, Saram. Saram ra tiếp đầu. Saram ra tiếp đầu. Phước Thi ra tiếp đầu. Phước Thi ra tiếp đầu. Cái đầu này nhẹ mấy con sắp tiếp rồi, sắp tiếp thầy con. Cầm này. Vô hạt. Binh. Rồi các em tạm thời ngồi xuống, như mệt chút đúng em. Đó phát chụp hình không? Chụp hình lắm không? Cho dùng tắm đi. Đó thầy phát đâu vô chụp hình thầy phát nè. Tiên hai. Đó thầy phát đâu vô chụp hình nè. Học 2 3. Trời ơi, biết chi thầy lặng YouTuber đâu có quay được cái cảnh ba người khiêng một ổi ba lớn. Kiếm đâu ra. Sao sao vậy? Sao không có con tỷ? Đúng chưa không? Qua bên đây nước ai sao 33. Trời. Xếp đây là phát nắng phát che nè. Rồi nắng ngay mặt nè. Rồi đúng rồi đó. Rồi. Rồi 1 2 3. Quá đẹp trai. Rồi ok. Rồi đi vô nha. Cái máy kìa định chắc nha. Xuống ghê quá. Thử rồi đập bể chưa? Ơi, được đập con. Rồi được rồi đó. Rồi được chưa? Rồi. Các bạn là sẽ cổ vũ nha, các bạn sẽ cổ vũ nhiệt tình lên cho bạn đập nha. Thấy gì không? Không không, là con bạn nghe không thấy gì nha. Các em chịu khó chỉ bạn ví dụ sang phải, sang trái. Rồi, khi nào chưa? Khi nào chú ra hiệu lệnh là chúng ta bắt đầu bước tới và đập. Rồi chúng ta chỉ được đập ở trên, đập xuống, không có được mà dùng cái cây mà gà để mà kiếm con heo nha, như vậy sẽ vi phạm luật à. Chúng ta bước tới và chúng ta đập. Các bạn ngoài sau, các bạn đồng đội, các bạn dẫn chú quyền nhất à. Rồi, bây giờ chú đếm tới 3, chúng ta bắt đầu bước nha. 1, 2, 3, bước. Đúng rồi, quá rồi.
phải. Bên phải. Đó. Lùi xuống. Lùi xuống. Lùi xuống. Rồi đập bên phải. Một, hai, ba, đập. Hai, ba. Đập. Rồi, không đúng rồi. Về con ơi. Rồi, không đúng. Sau đây là bạn Thi à, bạn Thi thực hiện lượt đập của mình à. Bạn Thi dòm cho kỹ à, có cần thử không ạ? À? Bước lên thử không ạ? À? Thổi luôn ạ? À? Trời gan luôn, thổi luôn. Thi là ứng cư viên nặng ký nhất, nặng heo 500kg. Rồi, thấy gì không? Không thấy. Các bạn phải cổ vũ lên nghe các bạn nhắc. Bạn phải cổ vũ vỗ tay lớn lên. Trái phải rồi nhắc các bạn gì đó. Bước thẳng nha. Nhìn cái tay anh ấy là biết là nhân có kỹ thuật rồi. Ồ, cái tay là cầm nó cũng đặc biệt hơn ạ. Để cái tay là cái thầy quay phim cái cây. Đó, nhìn cái tay là biết chân đập heo kỹ thuật rồi. Rồi, bây giờ chủ điểm tới 3 là chúng ta bắt đầu ạ. Đi thẳng. Từng đập con heo muốn 800 cây. 2, 3, bắt đầu ạ. Chỉ thiếu một chút nữa rồi, chỉ thiếu một bước chân nữa thôi. Bạn có tự tin sẽ đập bể không ạ? Một món quà trị giá 5 triệu. Bạn có tự tin không? Tự tin cầm tay lại. Không, tự tin. Rồi các bạn cổ vũ rồi, vỗ tay cổ vũ cho bạn đi. Thấy gì không? Rồi anh này thì những cái tay là kỹ thuật chưa bằng anh hồi nãy. Anh hồi nãy nhiều khi anh này sẽ làm nên chuyện lớn. Anh này mập quá, cái chừng đập trứng được heo ấy. Cầm hai tay đập tử tế, nhớ là các em lưu ý đập ở trên đập số ngang, không có vét ngang nha. Vét ngang chúng YouTuber à. Rồi tiếng mui 1 2 3 rồi tiếng rồi nhắc các bạn nha. Sang trái, đứng lại. Sang trái, sang trái, sang trái nữa, đứng lại. Đứng lại, sang trái. Qua trái hai bước, qua trái hai bước. 1 2 2 rồi bắt đầu đập rồi. Bên đây nè, kệ cho anh vừa đập xong thì em ru ra đứng cuối hàng nha. Rồi, xin mời bạn này ạ. Bạn nào đập xong thì ra cuối hàng. Rồi, bạn nhìn kỹ ạ. À. Đây là mình thẳng hàng luôn á, mình chỉ cần bước thẳng lên là. Nào, chú ra thật ra nữa nè. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 5 bước, bước thẳng 5 bước rồi lấy. Rồi, hỏi cô gái này có tự tin không? Dẫn tay lên. Dẫn tay lên. Nói, em rất tự tin. Rồi cái này là biết không tự tin lắm rồi. Liệu cô ấy có đập trúng con heo không? Có thể cô ấy sẽ làm nên kỳ tích. Rồi con heo 800kg làm một thùng trà lóng ở đây mà không ai đập được. Vì phần quà 5 tỷ chúng ta bắt đầu. 1, 2, 3, rồi bắt đầu. Rồi đập, lùi xuống. Đập. Ơi, đập. Một pha đập rất là mạnh. Một pha đập rất là mạnh, rất quyết liệt. 2, 3, bắt đầu. Thấy chưa mấy em, thấy giờ mò đường như bạn cho đập. Rồi đưa nhìn nè. 2, 3. Bạn tên gì ạ? À? Rồi con để ý. Bước thẳng và đập. Chỉ việc bước thẳng và đập xuống rất là dễ làm. 5 tỷ trong tầm tay. 5 tỷ một bánh. Cố lên, bạn sẽ có 5 tỷ. Còn không được cũng không sao. Chủ điểm thứ 3 chúng ta bắt đầu đập. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi nhắc các bạn đi các bạn, nhắc các bạn đi các bạn. Rồi đứng lại con, đứng lại con. Rồi sang bên phải. Sang phải. Rồi nhắc tay lên. Rồi đập. Ôi, đã không thành công. Một bước nữa. Cố lên.
Rồi, nghe hiệu lệnh chúng ta bắt đầu bước à. 1, 2, 3, bắt đầu à. Một bước nữa. Đợi chưa mấy em? Đợi chưa, đợi chưa, đợi chưa. Đợi chưa, đợi chưa. Thấy chưa, mấy em mới hủi. Rồi, chúng ta cần gì nói chứ? Chúng ta bắt đầu ạ. Rồi, chúng ta không rồi đội số ba chuẩn bị đúng rồi
đừng gấp quá, đừng chậm thôi. Đội số 2 có kinh nghiệm hơn đội số 1. Cả hai bạn về đích rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cố lên. Yeah. Đù quá. Đúng rồi. Cố lên. Dẫn lại đừng đông đưa. Rồi, rất hay. Quá giỏi. Mấy bạn ơi. Bốn rồi thầy. Rồi chuẩn bị phát bài đi ạ. Nhưng mà chung cuộc chúng ta phát bài. Cố lên, chỉ còn một nấc nữa thôi, cố lên. Cố lên. Đội số 2 đã hoàn thành xuất sắc. Và đội số 3 cũng rất là nhiều nghĩa rồi. Để con thua về đội số 2 thôi. Bạn nam này tuổi gì mà đi nhanh với tuổi khỉ gì vậy? Quá kỹ thuật rồi. Bỏ xa các bạn luôn rồi. Cố lên. Ông này ông leo cây dữ lắm á, nhiều ông nội. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Chỉ còn hai nấc nữa thôi. Cố lên. Quá giỏi. Bà tên gì mà tự tin chứ gì? Từ từ thôi. Đội số 3 chúng ta cũng rất nhìn dễ nè, rất tự tin nè. Có đội số 1 vô nhịp đầu rớt quá rớt rồi. Đội số 1 chơi lại không? Cố lên.
gồng lên. Rồi đội đội số 1 chúng ta vô hàng à, đội số 1 chúng ta vô hàng à. Đội số 1 đâu? Bởi vì hồi nãy là chúng ta thực hiện lần đầu tiên. Giờ có kinh nghiệm rồi phải không? Vô. Lần đầu tiên là coi như đội số 1 chúng ta thắng. Bây giờ đội chúng ta sẽ làm lại nhé. Chưa chưa đội số 1, đội số 1 chưa. Chưa đâu ạ. Để cho các bạn đi hết rồi ạ. Bảy từ, bảy từ đó. Hồi nãy là chúng ta làm nhát thôi. Hồi nãy chúng ta làm cho mấy bạn coi thôi. Không phải sao làm. Giờ làm thiệt nghe. Thử ra đâu. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Không được, bạn đi ở giữa là hai tay bạn nắm hai dây mới được. Mà không thể nào đi một bên được. Đó. Rồi, bạn buông tay bên kia qua, buông tay bên kia. Ừ, đó, bạn đi bạn nắm như vậy đó, mới dẫn. Rồi, tay bên đây, bỏ qua nắm tay như vậy liền. Ừ, ừ, đó, đó, đúng rồi đó, rất giỏi, rất giỏi. Rồi, chỉ còn chút xíu thôi, cho nó tới đích rồi. Dạ. Đó, thấy chưa? Nè, đó, đó, đó. Đó, đó, đó. Đâu phải chúng ta có bụng mà đi dở đâu. Rồi, chỉ còn chút xíu nữa thôi, bạn nữ chỉ còn chút xíu nữa thôi. Ờ, rất giỏi, rất hay, rất hay. Rồi, bạn nữ kế tiếp, bạn nữ kế tiếp. Chỉ còn hai bậc nữa thôi. Quá giỏi, quá giỏi. Từ từ, cố lên, cố lên. Qua, 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 các bạn ngoài sau là các bạn vừa đu mà vừa bước nữa. Làm thấy dữ quá. Được hôm nay, được hôm nay, làm thấy dữ quá. Hết sức bình tĩnh. Từ từ thôi. Rồi bạn Thảo ra ghét vô, ghét vô. Từ từ thôi. Ghét đó. Đó, đó, đó. Hết sức cố gắng, hết sức cố gắng. Cái chân đạp cái ống không thấy chưa? Cái này có cố gắng nhưng mà chân ngắn quá nên mình khó chịu. Đội số 1 chúng ta còn hết sức cố gắng à, nhưng mà may mắn vẫn không đến à. Ờ, đội số 1 lại có người chạm đất đó rồi, đội số 1 lại có người chạm đất đó rồi. Các bạn ơi, chúng ta có hai đội qua. Đây nói là cái co, chúng ta sẽ làm cái co. Rồi xin mời ban tổ chức đại diện trao quà cho đội số 2 ạ. Đội số 2 đâu các bạn muốn? Đội số 2 muốn mạnh lên. Đang rồi chúng ta còn đánh quà là muốn nghe, đứa nào mà đánh quà là lắc liền muốn mạnh lên. Rồi chúng ta vỗ tay cổ vỗ đội số 2 đi các bạn ơi. Hát bài hát tặng số 2. Ba đứa con 2, 1. Ba con con đi con giống mẹ. Mẹ thương con đi con giống ba. Xa nhà mạnh lên. Cùng thương yêu nhau. Xa nhà gần nhau là con. Rồi rồi xin mời các bạn giải lao. Rồi các bạn, chúng ta sẽ bước vô một cuộc thi rất là. Đây là tâm của sợi dây à. Và đây là cái vạch, nếu đội nào bị kéo ra khỏi cái vạch này thì đội đó thua. Rồi xin mời đội thứ nhất ạ. Đội nhất chúng ta hướng về hướng nào? Rồi đội số 1 vô. Xin mời đội số nhất ạ. Rồi đội số 2 qua đây. Đội số 2 qua đây ạ. Rồi chúng ta sắp xếp vị trí đứng như thế nào đó ạ. Đứng như thế nào để chúng ta kéo lại nhất ạ. Rồi đứng xích xuống con, xích xuống đây. Rồi đứng xích xuống vạch này. Rồi các bạn xích tới chưa ạ.
ơi, bạn nào à, bạn à. Nè lưu ý nè, đây chú quạt nè, bây giờ thầy chú quạt luôn, cái này là cái điểm giữa, nếu kéo qua tới bên đây là đội đó thắng nha. Dạ. Còn bên đây kéo qua tới đây là đội này thắng nha. Dạ. Kéo là phải dùng hết sức mình lên. Dùng hết sức mình à. Rồi chúng ta vào tư thế chuẩn bị đi ạ, à. Chuẩn bị. Chủ điểm thứ ba bắt đầu kéo ạ. Chưa bắt đầu. Các bạn bên ngoài chuẩn bị cổ vũ đi ạ. À. Một. Một. Hai. Số số người chúng ta tư tư đồng chưa? 1 2 3 go. Rồi đó. Quay, đẩy xuống. Sao quay? Rồi chàng dây ra. Rồi. Rồi kéo. Lòn dây xuống kéo. Rồi. Rồi kéo về hướng mình nha. Ừ. Cái này khó quá trời. Không sao đâu, chạy đi. Đó chưa? Chuẩn bị nha. Chưa? Không. 2 3 kéo. 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 Mạnh lên kéo. Kéo. Ờ kéo. Mạnh lên. Mà khó gì vô. Đội nữ, đội nữ, đội nữ đã chiếm ưu thế các bạn ơi, đội nữ đã chiếm ưu thế. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. 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 Xin lỗi, xin lỗi, chú Phan, rồi kéo về thẳng ra đi, chích lên, chích lên nữa, cố gắng lên nha. Rồi các bạn thắng rồi đó, các bạn thắng rồi đó, chỉ cần người hơn này nữa là các bạn thắng. Cố lên, cố lên. Vô em bắt đầu nha, 1, 2, 3, kéo, 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 kéo. Rồi nhà vô địch đâu. Rồi bây giờ tranh hạng 3, hai đội nãy vô, hai đội thua vô. Rồi, hai đội thua vô. Rồi vô vô vô. Vô đâu vô. Đẩy dây xuống, đẩy dây xuống. Đẩy dây xuống, đẩy dây xuống. Rồi vô con. Chuẩn bị. Thảo vô chuẩn bị.
rồi, cháu quà cho đổ vô đặt ạ. Ban tổ chức đâu rồi? Ban tổ chức đâu rồi? Khác đi. Rồi đây. Mua là vô. Đánh quà cho nghe vậy. Đánh quà hơi lắc nè. 1, 2, 3 vô. Mua 1, 2, 3. Mua mạnh lên. Mua. Rồi, vỗ tay các bạn ơi, vỗ tay các bạn ơi. Mua mạnh lên. Mua rồi. Rồi, xin mời đổi nhì ạ, xin mời đổi nhì ạ. Rồi, đổi chiếc thắng thứ hai. Rồi. Đổi đứa mạnh này ra ra. Rồi, chút nữa chút ra cho trai cho mắt sau. Chút nữa cho trai cho mắt sau. Đổi thằng trai nè. Rồi, đổi thằng nhì ạ. Đổi thằng trai, đổi thằng gái nữa. Rồi, đổi thằng nhì ạ. Đổi thằng nhì đâu? Đổi thằng nhì ạ. Ồ, quá trời đàn ông không mà. Rồi, múa. Mạnh lên. Múa mạnh lên không này, không mạnh múa. Rồi, một thằng quà. Mạnh lên. Rồi lắc mạnh lên. Rồi mua đây. 1, 2, 3. Còn bạn này nữa, còn bạn này nữa. Bạn này chưa hả? Bạn đó mà chuẩn bị mua đi thôi. Mua mạnh lên. Bạn này mua chưa? 1, 2, 3. Bạn này. Đây. 3, 2, 1. Rồi, đội hạng 3 đâu vô? Rồi, đội hạng 3. Ê, thôi. Đi nha, vòng đó, vòng tới cổng đó. Rồi qua thầy quay. Ngồi xuống, ngồi. Khỏe không? Khỏe không? Hồ lớn rồi, khỏe. 2, 3. Rồi làm kéo đi. Mấy chữ rồi nó chụp nó nha. 1 2 3. Nắng nhăn hết trơn. Nữa kéo nữa, làm nhiều kiểu đi. Tiêm nữa vô, tiêm nữa vô. 1 2 3. Rồi nhiều lắm rồi. Rồi quá đẹp rồi.